Dạ, xin chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, chào chú Thái Trần. Dạ, thưa quý vị, đúng hẹn là lên thì hôm nay lại phải tiếp tục và chia sẻ về cái câu chuyện của anh Mồi Đen và cái cô Hóng Tạc. Những kẻ này nó thật sự quý vị, nó cũng là đồng môn với là con nái Bình Dương. Đó, cũng là đi ăn giật ăn dập rồi lên đó chạy cải chày cải cối. Đó. Thì có rất nhiều bà con vẫn còn thắc mắc bảo rằng chỗ thằng Mồi Đen đó, đó nó ăn giật của ai, rồi đã có ai lên tố giác hay chưa, có chứng từ gì chưa. Xin thưa là có. Và hôm nay cũng để mà cho thỏa cái lòng mong nhớ của quý vị với là cái anh chàng Mồi Đen, một trong những người mà hiện bây giờ nó trở thành một kẻ mà chửi thuê chửi mướn chung, bây giờ nó giống như một con cá đang nằm trên trên thớt của vậy. Bây giờ cứ ngáp đi ngáp lại, ngáp trên đảo rồi ra đi thôi. Đó. Cái kênh mà dính tới bốn gậy rồi, cái một cái gậy cộng đồng mới hết ngày hôm nay. Gậy cộng đồng là 7 ngày, 7 ngày, nhưng mà nó 7 ngày mới được phát trực tiếp, nhưng nó treo giò cho là cái là 3 tháng. Còn cái gậy bản quyền xem như là trong vòng là nó sẽ xóa kênh. Cho nên anh Mồi Đen bây giờ đó, anh lên anh ráng anh tranh thủ để anh thở hiện anh chữ cho nó đã cái nư. Đấy, còn anh Mồi Đen thì thật sự như cá đã nằm trong đìa rồi, cá nằm trong thớt rồi đó, là muốn là thật sự quý vị. Bây giờ đó để thả con nái Bình Dương vô cũng là một trong những cái con mà ăn giật ăn dập, cho nên á cái loại này là mình cũng phải là truy cùng đuổi tận thôi quý vị, để cho xã hội họ biết, để cho xã hội họ cảnh tỉnh. Cái thằng mà thằng đời hiện tại sẵn bi a cơ luôn, cái thằng đời hiện tại thằng Mồi Đen là một trong những thằng là chuyên gia ăn giật, chuyên gia ăn giật tiền của mạnh thường quân, chuyên gia để mà bắt tay hoàn cảnh để mà ăn cướp đồng tiền của mạnh thường quân, cũng giống như con Hóng Tạc. Và con nái Bình Dương là một trong những con là gọi là trùm ăn giật ăn cướp rồi, nó đang cướp của là Nga Ly 5 triệu bạc đến bây giờ vẫn chưa trả đúng không. Và không làm mất thời gian quý vị, tôi mời quý vị nghe cái vấn đề của cái chị đó, là một trong những chị Việt kiều Úc, chị đã đứng lên là lật mặt cái thằng Mồi Đen. Nó nhận của chị đó là cái số tiền 37 triệu, nó như là thằng Thạch Sari bắt tay bắt chân nhau là để mà đi ăn cướp tiền của người ta. Mời quý vị nghe ha. Mà em gửi 25 triệu, anh nói 25 triệu không đủ rồi kêu em mới hỏi, nói em nói là kêu mấy anh kia, anh mới nói không, kêu Yến Thanh đi, thằng Yến Thanh nó nói thật tình, nó nói là nó làm liền đó. À, thằng Yến Thanh là cái ngày xưa nó là Yến Thanh theo chữ biết rồi, đổi đổi tên thành đời hiện tại đó quý vị. Thằng Yến Thanh là ngày xưa đó nó lấy tên con vợ bà ngoại nó với nó đã trở thành cái tên con đó, rồi tôi chữ biết rồi bây giờ nó đổi lại thành cái thằng đời hiện tại vào lóc đó, nó ăn giật tiền của người ta, rồi tôi hốt miết rồi cảm thấy là nhục mặt rồi mới phải đi đổi sang cái tên khác. Đấy, cái thằng này tôi nói thật sự quý vị đừng có nên tin. Hãy nghe những gì đó tôi nói rồi quý vị trải nghiệm. Chứ tôi thấy những cái loại này không thể tin được. Thậm chí con hóng bây giờ nó cũng đâu biết mắc cỡ đâu quý vị. Cái mặt con hóng bây giờ nó xin thưa quý vị nó còn dày hơn cả đường ray xe lửa. Nó đâu biết mắc cỡ là gì. Chỉ biết là bây giờ ăn giật là ăn giật thôi. Cái muôn đời là ăn giật thôi. Đâu biết xấu hổ. Bây giờ lên mà còn dương dương cái mặt ra mà đi nói chuyện là thầy này thầy kia, trời đất thánh thần thiên địa, ai đâu mà chứng cho mày ra học. Rất là thật tình, tôi biết nó người Khmer với nào rất là thật tình. Thì lúc đó em nhờ mấy cái mạng bên kia thì mấy anh kia cũng hơi bận, mình thôi mình nghĩ là thôi nhờ vợ của thằng Yến Thanh á, chắc chỉ đi mua quần slip áo xích đen thôi vậy cũng được đi. Thì em mới gửi cho ảnh, tính ra cái anh Sơn Linh ảnh nói miếng tôn á, chị Phượng chị mới nghe mấy người này bàn sân nhà đó là sẽ lấy em là 10 triệu. Rồi em muốn Quý vị nghe nó nè, nghe nó dễ mạnh thằng Quân phải bung tiền nè. Thằng Mồi Đen nói với con vợ bà ngoại nó là con Yến đó, kết hợp với thằng Thạch Sari. Thằng Thạch Sari mà ngày xưa rồi vợ con lên tố tội là hấp diêm đó quý vị. Cũng là rầm tôm trên không gian mạng một khoảng thời gian đó. Đạo đức nó thế này đó. Đạo đức của nó bây giờ nó lừa mạnh thằng Quân đỡ ăn giật mạnh thằng Quân một số tiền lớn đây. Mà nó lên nó bắt trời ơi bây giờ em thế này thế nọ thế kia, ngày xưa nó còn tính được kiện cái như là anh Hải.
đón cái xe đi đi từ ở Bình Dương xuống dưới Sóc Trăng á, thì anh Sa Linh anh mới nói em á là 4 chỗ 4 triệu, 7 chỗ 7 triệu, nhưng mà tôi quen người ta lấy 6 triệu thôi, thì 6 triệu thì em cũng ok, 6 triệu em cũng không nói gì. Nhưng mà lúc em hỏi mấy cái anh ở Bình Dương, mấy người vô chu vòng vòng á, ai cũng nói không, có 3 triệu mà chị nhiều lắm, 3 triệu rưỡi 4 triệu, mà mình nghĩ thôi cũng được đi, tại sao người này nói 3 triệu, người kia nói 4 triệu, mà không ai nói 6 triệu hết. Giờ 3 triệu rưỡi 4 triệu thì cũng như vậy đi. Cái em mới nói thôi em cũng làm thinh, 6 triệu em cũng làm thinh. Cái anh Sa Linh anh mới nói, cái thằng Yến Thanh nó mới nói, em nói là bây giờ dắt chị đi Sóc Trăng về đi rồi hả mua đồ. Anh Sa Linh với thằng đó nói không không không, phải mua đồ sắm đồ trước rồi mới đi. Thì thôi em cũng em nói tính hết là bao nhiêu. Mà ảnh mới nói 25 triệu. Anh Sa Linh nói 25 triệu mà không có đủ, chưa có tính hứa trả cho thằng Yến Thanh vợ chồng nó là 5 triệu. 5 triệu nếu như anh xem cái nhà, nhưng mà lúc nó tới trước đó mấy ngày nó coi vòng vòng coi chỉ trồng cái gì, rồi qua mấy ngày sau nó đi chung với anh Sa Linh lên, thì cuối cùng em thấy thôi mấy người này không ổn rồi, đi lên mà bây giờ không sơn. Em nói anh Sa Linh bây giờ không sơn thì thôi cho mấy người này 3 triệu thôi, 5 triệu là phải sơn, cũng như là sơn hết nguyên cái nhà, còn giờ không sơn thì lấy 3 triệu. Mà trong lúc đó đó là một cái mạng của bên anh Thành Trung mới dắt cái Yến Thanh vô đó, là cái mạng của cái anh đó, em đọc cho anh nghe, ảnh tên là rất là thật tình mà ảnh rất là đàng hoàng, ảnh tên là Lang Thang Kiên Giang. Lang Thang Kiên Giang là chung bà đây đó, thật là cái số của bà tránh giỏ dưa gặp phải giỏ dừa thôi, tránh thành mỏ đen thì gặp lang thang Kiên Giang thì cũng như nhau. Cái thằng đấy ngày xưa nó cũng hốt bé bầu là 20 mấy triệu đó, rồi không chịu trả, rồi lên cộng đồng mạng y xèo một khoảng thời gian rồi mới chịu trả. Đó là lang thang Kiên Giang với trường hợp con bé bầu. Còn thằng mỏ đen này, xin thưa quý vị, bây giờ cái lịch sử của nó dày cộm luôn. Nó ranh thế này nè, thằng mỏ đen đó, trong cái câu chuyện này nó giật của người ta là 3 mấy triệu là nó ranh ma thế này nè quý vị. Có nghĩa là nó để thằng Thạch Sơ Ri đó là một trong những cái thằng mà được cộng đồng mạng biết tới đó, là trong cái sự vụ mà bị con vợ và đứa con gái là tố giác về cái tội hấp diêm đó. Đó là nó lấy cái thằng đây đứng ra đỡ đầu, còn nó với con vợ nó là đứng đằng sau để mà giật dây. Đó thằng mỏ đen nó đi chỗ nào cũng có kịch bản của nó hết. Kịch bản đó là thằng Thạch Sơ Ri là một trong những nhân vật đứng ra nhận tiền, còn giật dây, còn mua đồ thế nào, còn tiêu tốn đồng tiền của Mạnh Thường Quân ra sao, thì mỏ đen là như nó với con vợ nó là một trong những người là quyết định. À, ghê không, ghê quý vị, ghê không? Đó Mạnh Thường Quân nào đó à, mà nó thật sự còn tin tưởng anh mỏ đen thì cũng phải nên hết sức thận trọng. Đây là một trong những câu chuyện có thật. Cũng chính cái chị này là Việt Kiều ở bên Úc, chị đã đứng lên đã tố giác, chứ không phải là mình nói không có thật nha, có chứng từ luôn nha, đã có bill gửi tiền gửi đồ luôn nha. À, mà cái như là nó không làm được cho người ta bất kỳ một cái gì mà 30 mấy triệu gọi là tiêu tốn, 30 mấy triệu là xem như là cái như là đi như là một cơn gió thoảng. Quý vị nghe tiếp nha. Nam thì em thấy anh tại vì thằng Yến Thanh nó nói với em là cái anh này là thằng này là quen chung với mạng nha, anh Thành Trung TV sẽ kêu quen giống như anh em của Kèo vậy, không biết anh em bà con gì đó dắt vô đó. Thì em mới gặp anh Nam rồi em mới nói gặp ngồi uống cà phê cho em nói chuyện, cái em mới nói anh Thanh à, ngồi nữa anh dắt anh đi vô gặp chị Phượng, anh dắt ảnh đi ăn gì cho em, rồi có gì em trả tiền cho, không sao. Thì thằng Yến Thanh á, nó mới nói với em á, là ăn á, là 1 triệu. Chiều á, nó đang nói chuyện, cái nó nói chị, hai vợ chồng em dắt anh Nam đi ăn buổi chiều, đói quá rồi. Em nói, dạ dắt anh Nam đi ăn đi, dù sao thì em cũng cảm ơn thôi, ăn bao nhiêu em trả tiền. Nó mới nói ăn 1 triệu, em hỏi ăn cái gì, nó nói ăn tôm với 1 triệu đồng. Em cũng ok, thì em nói anh Sa Linh trả cho nó 1 triệu, cộng thêm 3 triệu. Cuối cùng anh Sa Linh anh lấy tiền của em á, không có sơn gì hết.
anh đưa cho thằng Yến Thanh 5 triệu rồi 1 triệu tiền ăn. Cuối cùng em liên lạc được cái anh Kiên Giang gì đó, anh Nam á, ảnh nói với em á là chỉ dắt đi ảnh đi ăn có 35 ngàn thôi, hai vợ chồng với ảnh ăn có 35 ngàn, nếu như mà nói 31 triệu mà nói cái tên ảnh vô vậy bị quan, ảnh không có thích. Là đây quý vị, lâu cái ăn cái uống mà nó cũng tồi tàn như thế đó quý vị, thằng màu đen đó, thằng Yến Thanh, thằng đời hiện tại đó, lâu cái ăn cái uống quý vị thấy nó tồi tàn không? Nó ăn thật sự có 3 tô phở, 1 tô phở là có 35 ngàn, mà nó đi báo với Mạnh Thường Quân là 1 triệu để nó kiếm cái tiền trên lợn. Sao đâu mà tới thật sự nó nhục dữ vậy mọi đen. Là cái này giống như con hắn không quý vị, cũng y xì cái bài của con hắn chứ. Đấy. Nó đi nó gọi người ta từ 40 triệu đến 100 triệu làm nhà cho thằng Hoài, nhưng sau là thật sự người ta đã giao đủ cho nó 100 triệu rồi. Nó lên nó báo cáo lỗ là cái như là 103 triệu 700 ngàn, nó phải bỏ tiền túi nó vô nữa. Trời đất thánh thần thiên địa. Rồi không biết nó hô như vậy, rồi có cái con ma nào mà ngu ngu dại dại đó, rồi đưa tiền cho nó để bù lại 103 triệu hay không? Đây là trong một trong những cách làm tiền. Một trong những cách làm tiền của Mạnh Thường Quân một cách trắng trợn. Tại sao nó kêu 100 triệu để làm nhà cho người ta? Mà khi mà Mạnh Thường Quân tất cả mọi người họ góp đủ 100 triệu rồi, mà nó làm cái gì mà nó đổ ra thêm là 103 triệu 700 ngàn mà nó lên nó báo rằng nó lỗ khoản tiền đó. Thế quý vị có tin hay không? Có một kênh YouTube nào mà đi làm nhà thiện nguyện mà lỗ 103 triệu 700 ngàn phải xích tiền túi bỏ vô hay không? Nó đâu phải là một con điên, nó đâu phải là một con ngáo, nó đâu phải là một con bị tâm thần đâu quý vị. Con hóng này chẳng qua nó bị ngáo chó thôi, đâu phải là bị ngáo cái gì. Đấy không? Ngáo chó là do mấy ngày vừa qua hỗn quá lên số 7. Hóng chẳng qua là bị ngáo là ngáo chó thôi. Chứ thật sự quý vị, hóng vẫn tỉnh nha. Hóng vẫn là một trong những người mà cực kỳ ranh ma nha. Biết cách làm tiền của ba tánh nha. Biết cách làm tiền của Mạnh Thường Quân nha. Đấy. Trời ơi vậy mà lên có nhiều người họ tin sái cổ luôn. Trời ơi hắn nó cái vụ này là hắn kể như là nó thua thiệt. Cái vụ này là hắn kể như là nó bị lỗ. À, cuối cùng mà con hắn lúc nào mà chẳng có lỗ. Đấy hả? Cuối cùng là mấy ông mấy bà mà ngày xưa lên bên con hắn. Trời ơi cái vụ này cái đợt này là con hắn lỗ rồi. Tôi thâu tậu quá đi, cái con hắn lúc nào nó cũng lỗ hết trơn đó. À, chứ con này nó thật sự dễ gì mà nó được lợi. Ở hắn là luôn luôn có lỗ mà. Trời đất mà lỗ này xin thưa quý vị không bao giờ lấp cạn. À, cái lòng tham đó. Có 35 ngàn. Còn nếu như em nói sai, nói thêm nó bớt thì anh cứ gọi thẳng cho cái anh Kiên Giang đó là làm chung với anh Vũ Trương hỏi thử coi ăn cái buổi trưa đó phải đúng 35 ngàn không. Mà nó lấy em 1 triệu. Rồi sau đó em mới nghĩ tại sao em giúp mấy cái mạng của mấy cái anh bên kia 9 người. Mà người ta cái số tiền còn ít hơn 25 triệu. Mà trong lúc đó người ta em nhớ là cũng như là có nẹn, có gối, có mền, có cái gì là em không biết, có chiếu gì. Mà cộng thêm cái tủ lạnh nữa, cộng thêm cái lò ga mới nữa. Mà cộng thêm mà tại sao 9 người mà lại ít hơn bên kia 15 triệu mà người ta không có nói 20 triệu, 30 triệu hay chị. Người ta nói mấy trăm là người ta nói đúng mấy trăm. Mà tại sao 9 người bên đây còn ít hơn 25 triệu. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy anh Sa Linh, bên kia đó em giúp cái mạng bên kia bao nhiêu người mà người ta còn ít hơn bên đây, mà một mình chỉ với đứa con chỉ mua có mấy cái nệm, một miếng nệm, một cái mền với một cái gối, với sơn cái nhạn tí xíu sơn. Cái em nói bây giờ không sơn nữa. Tại... tôi nói Mạnh Thường Quân nào đó mà chỉ cần là nó thật sự quý vị mà liên lạc qua thằng Mội Đen là nó để ra, tôi nói quý bà con nó để còn hơn cả Lan Quanh. Nó đế chuyện ra càng nhiều nó càng hốt tiền. Nó khố vậy đó. Cái thằng này là một trong những thằng mà chuyên môn để đế chuyện ra kiếm tiền Mạnh Thường Quân. Đó. Cho nên tôi nói quý vị, nếu như ai mà không tin tôi thì cứ theo dõi đi. Cứ theo dõi đi. Nó là một trong những cái kế mà thật sự quý vị cả hàng loạt Mạnh Thường Quân đã đứng lên tố giác rồi. Chứ không phải một mình tôi đâu. Cái câu chuyện mà cái chị mà ở nước ngoài, chị ở Mỹ, cái chị này tôi đã từng chia sẻ rồi, nhưng hôm nay cũng nhắc lại để cho quý vị nhớ rằng chị hứa chị sẽ cho thằng Mội Đen 100 đô
để mà đưa cho chim sâu. Nhưng mà chị xui một cái là cái chị bị động thai, chị đang vô bệnh viện chị dưỡng thai. Rồi bắt đầu tới nó rồi con vợ nó thay liên tục mà điện thoại cho chị là nguyên cả một ngày. Cái máy của chị lúc đó là nó không có ở bên cạnh. Sau chị mới là chị thấy như thế rồi bắt đầu chị nghe máy, chị bảo rằng là chị đang nằm viện vì lý do đang động thai. Khi nào chị về đó rồi chị sẽ gửi cho. Nhưng mà nó cũng không buông tha, người ta cũng điện thoại liên tục. Cái thứ này đó quý vị, nó như cái con ma đói vậy. Ai mà hứa nó mà không cúng là nó theo nó đòi thôi. Thằng Mỏ Đen là một trong những cái thằng làm ma đói, một trong những cái thằng mà nó thật sự quý vị, nó lừa đầu này nó lập đầu kia. Nó là một cái thằng YouTuber là anh dơ ở bẩn nhất của xã hội này. Nói với con hắn, tôi nói quý vị, tôi từng nói rồi, nếu mà ghép lại với nhau mà phối ra một phát là sinh ra cái dòng F1 đó, tôi nói là nó cũng là kiệt xuất. Một cái con điêu ngoa xảo trá gặp một cái thằng lưu manh trai tứ xứ gặp gái giang hồ, giọt ra một cái là cái thật sự quý vị, là cái dòng F1 là sau này cũng là nó thật sự, nó cũng là gầm cầu như là bụi chuối thật khủng khiếp vậy đó. Mà cộng đồng mạng đó nhiều lúc đó quý vị, có nhiều người họ cứ nghĩ rằng mình lên nói xấu nó, mà tôi dám khẳng định quý vị, bất kỳ câu chuyện gì tôi nói đều có chứng cứ rõ ràng, chứ tôi chưa bao giờ nói một cái gọi là chân châu. Mình lên nên mình phải hiểu rằng mục đích của mình lên trên không gian mạng để làm gì. Lên không gian mạng để truyền tải những cái thông tin xác thực để cho bà con chúng ta cùng nhau cảnh giác, cùng nhau cảnh tỉnh, cùng nhau kể như là tránh những cạm bẫy của những thằng YouTuber nó quay lên, trong đó có Mọi Đen và con Hóc, đúng không?